Xin chào các bạn, hôm nay tôi sẽ chia sẻ với các bạn một cái thông tin về cái lỗi kỹ thuật mà chúng ta hay gặp trên các cái dòng máy chiếu công nghệ 3LCD đại diện là các cái thương hiệu như Sony, Panasonic, Hitachi, Aiki, vân vân. Các cái lỗi chúng ta hay gặp ở đây đó là khi chúng ta trình chiếu hình ảnh lên thì cái hình ảnh nó bị nhòe hoặc là nó bị lem, khiến chúng ta nhức mắt và không quan sát được, hoặc là trong một số trường hợp thì cái màu hiển thị nó bị sai. Ở đây tôi đang trình chiếu trực tiếp một cái máy chiếu Sony mà bị lỗi như tôi đã vừa nói. Khi chúng ta trình chiếu lên thì các bạn có thể nhìn thấy được là cái màu nền đã chuyển sang màu vàng hoàn toàn. Và các cái chữ, khi chúng ta nhìn các cái chữ thì các bạn có thể thấy được là các cái chữ là nó đã chuyển sang cái dấu hiệu là nó bị lem, rất là khó quan sát. Đặc biệt khi chúng ta để những cái con chữ nhỏ thì nó rất là khó quan sát. Xung quanh cái chữ, viền chữ thì các bạn có thể thấy được là nó có cái dấu hiệu như là nó bị răng cưa và nó gây nhức mỏi mắt. Nếu chúng ta quan sát trong một thời gian lâu thì nó sẽ gây nhức mỏi mắt, khó nhìn. Ở trên trong web của chúng tôi có giới thiệu về cái bài viết này và cách khắc phục. Tuy nhiên đây là một cái lỗi liên quan đến kỹ thuật và linh kiện bên trong. Các bạn có thể thấy đây là cái dấu hiệu nó bị lỗi LCD, là các chữ nó bị nhòe hết. Thì tôi mở một cái video bất kỳ ạ. Thì nếu chúng ta nhìn kỹ thì khi mà cái cầu thủ nó di chuyển ở tốc độ nhanh thì nó sẽ để làm một cái vệt mực màu tím tím. Hoặc là các bạn để ý cái con trỏ chuột này cũng vậy, đơn giản là con trỏ chuột này chúng ta là nó màu xanh, hoặc là màu trắng, xin lỗi, màu trắng, nhưng mà bây giờ nó đã chuyển sang cái màu đen và màu tím hoàn toàn rồi. Một điểm đơn giản nhất là các bạn bấm cái menu lên, thì thông thường đối với những máy chiếu bình thường thì cái menu của nó sẽ là màu, cái chữ trên menu sẽ là màu trắng, trong khi ở đây nó đã chuyển sang cái màu đen, đen pha trắng và chuyển sang lợt lợt tím. Hoặc là khi chúng ta di chuyển từ cái chế độ hình ảnh này sang chế độ hình ảnh kia thì chúng ta rất là dễ dàng nhìn thấy cái điều đó, cái nét chữ nó sẽ thay đổi. Ngoài ra chúng ta cũng có thể sử dụng những cái phần mềm trên máy tính để chúng ta kiểm tra cái mức độ nặng nhẹ của cái lỗi này bằng cách là chúng ta mở những cái hình lưới như vậy lên. Thì các bạn có thể thấy được là những cái hình lưới như vậy thì thông thường những cái nét như vậy là nó sẽ phải là những cái nét màu trắng, trắng sáng hoàn toàn, trong khi ở đây nó sẽ đổi sang màu tím đen rồi. Và thậm chí ở giữa này các bạn có thể thấy được một cái đường gạch màu xanh ở giữa này. Các cái gam màu trên cái hình của chúng ta có thể không được đủ màu nữa. Và nhiều người tự đặt câu hỏi rằng đây là nguyên nhân do bộ phận nào gây ra cái lỗi này, thì chúng tôi xin trả lời như sau. Đây là một cái lỗi liên quan đến cái bộ phận chúng ta hay gọi là ba cái tấm LCD, tức là cái cụm ống len. Cái ống LCD này nó nằm đằng sau cái cụm len của chúng ta. Thông thường thì đối với những cái lỗi tôi giới thiệu với các bạn thì phần lớn là nó hư đều, hư là ba tấm LCD này. Thì cái cách khắc phục là chúng ta phải thay thế hoàn toàn ba tấm LCD này để chúng ta có thể tiếp tục sử dụng được. Các bạn lưu ý một điều rằng là nếu máy chiếu của chúng ta đang còn bảo hành thì chúng ta nên mang đi bảo hành để tránh cái trường hợp về chúng ta bị sửa tốn phí. Và đối với chế độ bảo hành về cái LCD này thì các bạn lưu ý như sau. Đối với hãng Panasonic thì cái khối này được bảo hành 1 năm. Đối với Sony thì chỉ được bảo hành 1 năm. Và các cái dòng máy công nghệ 3LCD khác thì tùy từng hãng mà có chế độ bảo hành khác nhau. Thì các bạn lưu ý một điều rằng đối với máy chiếu thương hiệu Sony thì cái toàn bộ thân máy là được bảo hành đến 2 năm, trong khi cái khối 3LCD này chỉ được bảo hành có 1 năm. Thế nên là nhiều trường hợp khách hàng đi mua không lưu ý là chúng ta hãy gây ra tranh cãi ở cái vấn đề về bảo hành về máy chiếu Sony, là khối lăng kính chỉ được bảo hành 1 năm, tương đương với 12 tháng của chúng ta. Thì các bạn phải lưu ý điều này. Cái việc thay thế ba cái tấm LCD này thì ngoài thị trường thay thế chi phí là khá cao. Cho nên là chúng ta khi chúng ta lựa chọn cái đơn vị thay thế thì chúng ta cũng phải lựa chọn những đơn vị có uy tín để tránh cái thiệt hại và với cái để chúng ta thay thế được LCD chính hãng. Thì có
thêm các thông tin liên quan đến phần tư vấn kỹ thuật, các bạn có thể truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ là vnvc.com.vn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại.